Moto Sài Gòn xin chào cả nhà. Đây thì trong những clip trước chắc các bạn cũng đã xem rất là nhiều ha, từ cái đời mà Win X V1, V2, V3 thì Moto Sài Gòn đã như mỗi cái phiên bản Moto Sài Gòn đã có cái clip đánh giá phải nói là rất là chi tiết luôn nha các bạn. Ưu nhược điểm có, khuyết điểm cũng có. Trong cái clip này mình sẽ cùng các bạn tiếp tục mình mổ xẻ, mình review chi tiết Winner X thế hệ mới 2024 của nhà Honda, bạn được xem như là V4 đó anh em. Sau một thời gian mình trải nghiệm thì theo cá nhân của mình, đây được xem như là một phiên bản phải nói là hoàn hảo nhất của Winner X luôn nha anh em. Thì hiện tại mình vẫn đang đi là Winner X đời trước các bạn, đời đầu tiên luôn. Thì đối với cái mẫu mà Winner X trước đây mình mua đó, khi mà ra biển số luôn tầm khoảng 50, mình nhớ là 54 hay 58 triệu các bạn. Nhưng mà đối với cái giá con này các bạn, đây là mẫu đặc biệt đây. Hiện tại giá nó là khoảng 50 triệu 60 ngàn gì đó ha. Nói chung là thuế 10% đó. Thì dưới cái phiên bản này nó có phiên bản tiêu chuẩn nữa thì giá là 46 triệu các bạn. Đó, và trên cái này nữa là có bản thể thao là bản HRC anh em, màu đỏ xanh đó là cũng 50 triệu 60 ngàn. Nói chung có giá tầm 50 triệu ra biển số, mình nghĩ tầm 54 hay 53, 54 tùy tỉnh thành. Các bạn thấy bạn có thể so sánh được cái giá đối với cái mẫu mới này, đối với phiên bản hoàn hảo này với những nâng cấp đáng giá mà so với cái giá trước đây mình mua nó gần như xem. Chứ Honda làm cái giá thực sự là quá tuyệt đời anh em ạ. Rồi đầu tiên mình xin nói về cái dáng nha anh em. Thì đây mình ngồi lên cho các bạn xem. Nói chung chiều cao Winner thì không thành vấn đề rồi. Tới bạn Winner thì giờ là quá nhiều rồi, có mặt trên thị trường so với đối thủ khác bây giờ. Tuy ra sao nhưng mà giờ cái số lượng nó quá nhiều các bạn. Coi như người áp đảo luôn, rồi số lượng đồ chơi, phụ kiện đồ dành cho con này phải nói là tràn ngập luôn. Thì đầu tiên mình là nói về cái dáng đi ha. Thì ngồi thì dáng ngồi bạn biết là quá ok rồi. Theo mình bạn đã xem trước đây á, từ cái đời mà như là V3 đó, cái yên xe đó hầu như đã được cải thiện các bạn. Nó không có tình trạng mà bị tuột xuống phía trước như là đời Winner X của mình ha. Đó thì cái yên theo mình thấy là nó êm hơn nè, nó ngồi nó vững chãi hơn so với cái đời Winner X1 hoặc là đời Winner V1 với lại Winner X của mình đó anh em. Đó. Rồi và về cái ngoại hình anh em thấy là so với cái mẫu Winner X mình đang đi thì hầu như nó lột xác gần như là toàn diện rồi. Cái ngoại hình nó to lớn hơn rất là nhiều luôn. Đâm ra nó mang lại vẻ bề thế rất là hay ha. Rồi nó rất là thích thú dành cho anh em mà đang muốn tìm một cái mẫu xe côn tay mình đi lại hàng ngày mà mang dáng thể thao nha. Rồi đầu đây mình soi vào cái ngoại hình cho anh em. Đây mình đi gần lại đây và mình sẽ cùng các bạn soi chi tiết. Về cái đầu đèn đi. Không còn gì để chê nữa anh em. So với cái thế hệ trước của mình thì mình thấy thiết kế này phải nói nhìn nó rắn chắc hơn rất là nhiều. Và nó ra dáng, phải nói ra dáng mô tô hơn nha anh em. Đầu đèn thì quá đã rồi, quá tuyệt đời rồi. Tuy nhiên khi mà đi lại trong thành phố mình thấy cái ánh sáng này vẫn chưa gọi là ok nhất ha. Và đối với anh em mà đi tour, mình nghĩ với tốc độ mà dưới, nếu anh em đi dưới 80 cái đèn này chấp nhận được. Nhưng đi tốc độ cao hơn thì anh em nên gắn những cái đèn trợ sáng hoặc là mình tăng sáng cho cái đèn này nha, để nó rồi giúp cho anh em xử lý tình huống từ xa nó tốt hơn. Nói chung về thiết kế thì mình không có gì để chơi. Đây mình soi về chi tiết những cái đường góc cạnh đây, các bạn sẽ thấy nó mang lại những mảng ráp mình thấy là giống như những cái con robo hoặc là những cái chiếc máy bay mà F-22 của Mỹ, nhìn rất là ngầu nha, nhìn thực tế rất là đẹp các bạn. Những mảng ráp như thế này thì từ những cái chi tiết nó không có còn ọp ẹp như cái đời Winner X của đời mình nữa, mà cực kỳ cứng cáp luôn, cắn chắc đâu gõ đâu đó là rất là chắc, nó không có bị tình trạng mà gõ kia bập bạch gọt ẹp đồ nha anh em. Đây về trang bị, một trong những trang bị đáng giá, đây là phiên bản đặc biệt các bạn, màu đen. Đặc biệt màu đen thì nó phối với những cái tem vàng đồng ở rất là hay. Để bạn thấy chi tiết nâng cấp đầu tiên mình thấy đáng giá trên cái mẫu Winner X 2024 V4 này là cái dòng ABS này nó tích hợp luôn vô cái đĩa thành một cái khối liền lạc luôn các bạn thấy. Điều này nó giúp cho nó cải thiện cái khả năng vận hành nó tốt hơn, các bạn ABS nhìn nó tốt hơn ha, nhìn đẹp mắt hơn. Còn mức tiêu hao nhiên liệu thì khỏi chơi, gần như là 50 cây một lít luôn này. Tính gần như là 50 cây một lít là quá hảo, tùy thôi. Hết cổ đai mình nghĩ nó còn tốt hơn nữa, lại tùy vào cái cách chạy của mỗi người. Đây heo Nissin vàng đáng giá nè. Nói chung là trang bị ABS như thế này nó gần như là chỉ có bánh trước thôi nha các bạn, bánh trước thôi, và mình nghĩ với cái bánh trước này là quá hợp lý rồi. Và đây các bạn, cái đáng giá nhất, cái mà đáng nói nhất đây nè, đó đây cũng là một lý do mà tại sao lúc đầu clip mình nói đây là phiên bản hoàn hảo của Winner X rồi nha anh em. Thì như bạn xem trước đây những cái thế hệ như là CBR150 đó, bên khi mà ra mắt đó là có cái bộ Acid Slipper Clutch, bạn bộ nồi ha, bộ ly hợp chống trượt với trợ lực đó. Đó thì ai cũng mong muốn là Winner sẽ trang bị cái bộ đó, và đến nay đúng luôn ha, đúng nhu cầu luôn.
là Honda Việt Nam đã trang bị lên cho cái khối động cơ của Winner X, mà nó khác với CBR nha bạn. Nó hay cái nữa là nó vừa trang bị cái bộ nồi ly hợp chống trượt và trợ lực, mà qua ra nữa cái nó cũng đã được trang bị cái xi lanh lệch tâm. Thì cái này nó giúp cho, như bạn cũng biết là những xi lanh tâm, như các bạn nó xem cái biểu đồ của Honda mà họ chia sẻ đối với cái thiết kế xi lanh cũ. Xi lanh cũ thì nó sẽ có một cái lực gọi là lực ngang, nó tạo ra cái ma sát cho xi lanh với lại piston ngay cái chu kỳ nén á. Khi mà có đi theo mình tham khảo những cái mẫu xe trước từ bạn bè thì tầm khoảng 15.000 nó sẽ xảy ra tình trạng bị xước anh em, xước lòng xi lanh. Thì với cái thiết kế mới này sẽ giúp cho triệt tiêu luôn cái lực ma sát ngang tác động trên cái xi lanh nha. Phải nói là một trong những cái cải tiến phải nói được rất là hay, rất là đáng giá, mà nó kết hợp với lại cái bộ nồi nữa, các bạn thấy gần như là hoàn hảo rồi. Này nó giúp cho cái độ bền của động cơ nó tốt hơn nè, với lại cái lực nó không có bị hao mòn, hay nó gần như là phát huy hết cái công năng, cái sức mạnh của cái khối động cơ 150cc luôn. Ngoài ra nó còn cải tiến như nhờ những cái bánh đà, nó giúp cho tình trạng mà không có bị rung lắc động cơ. Nói chung qua một thời gian mình chạy vừa rồi cái mẫu này trong thành phố, mà nói là nó rất là đầm các bạn, so với cái mẫu xe mà mình đã chạy, động cơ nó rất là trơn tru, nó đều đặn với nhau, nó hoạt động mình cảm nhận được cái sức mạnh của nó, mà nó rất là chắc và nó rất là đầm máy luôn, không tình trạng bị róc máy hay như thế nào đó. Và mình muốn nói thêm về cái hữu hiệu, cái hữu ích của cái bộ ly hợp chống trượt này nha các bạn. Bộ ly hợp chống trượt mà có trợ lực này thì nó giúp cho cái khi mà mình tăng ga thì nó sẽ hoạt động hết cái công suất, nó như cái nó không có bị hao mòn cái mà công suất của xe, nó giúp cho chuyển động phải nói tối ưu nhất luôn. Với lại như bạn cũng biết là những cái bộ ly hợp này đã được trang bị rất là nhiều trên những khối động cơ mô tô phân khối lớn rồi. Và khi mà Honda mà trang bị cho mẫu Winner này, phải nói thật sự đây một con xe quá chiến các bạn, quá hoàn hảo luôn. Và ga nó cũng được cải tiến về cái cuộn dây lửa đó nha bạn. Thì cuộn dây lửa nó giúp cho cái ga mình á, khi bạn bận thì nó tức thì luôn ha. Đấy, thì bên cạnh cái những cái trang bị mà đáng giá từ động cơ, như là những cái nâng cấp động cơ như bộ ly hợp này nọ, cuộn lửa vân vân, thì đây trên Winner thì bộ Smart Key đã được trang bị sẵn luôn nha các bạn, cho các phiên bản luôn, quá xứng đáng các bạn ha. Thì bên đây nó có thêm cổng sạc tiện ích nữa nè, dành cho anh em thích mà các bạn đi xe công nghệ hoặc là anh em đi phượt, bạn bố trí thêm những cái bát điện thoại lắp ở chân kính hoặc ở phía trên tay lái của mình thì khi nó sạc ở đây ha, rất là tiện ích dành cho anh em đi tour luôn, quá ok đúng không các bạn. Và đây đặc biệt là đối với phiên bản đặc biệt màu đen này, như anh em thấy đây, ngoài cái bộ tem vàng ra thì ở đây cái yên xe, nếu bạn soi vào chi tiết cái đường chỉ mai này cũng được Honda cố tình phối màu chỉ vàng luôn các bạn, nó nhìn nó rất là cao cấp luôn, quá đẹp luôn bạn, nhìn nó rất là sang. Đây là cái tem nữa nè, tem kim loại cũng đã cố ý màu vàng luôn, nhìn quá ok luôn ha. Đây, và thêm một cái nâng cấp đáng giá nữa bạn, sên sên cao cấp luôn nha, có Ford O. Điều này nó giúp cho cái tuổi thọ của sên nó sẽ bền hơn nha các bạn, bền hơn rõ rệt rất là nhiều luôn. Và những cái Ford này nó giúp cho giữ cái chất dưỡng của sên đó, thì khi bạn đi tour đi xa thì nó giúp cho tình trạng này sên nó bị tình trạng ít bị trùng nè, cái thời tuổi thọ của sên nó cũng tốt hơn, với lại nó luôn có giữ cái chất bôi trơn ở trong những cái mắt sên này, giúp cho hoạt động khi bạn đi tốc độ cao, anh em dồn số đồ ha, nó sẽ tối ưu được cái sơn này, nó giúp cho sơn lúc nào cũng bền. Đây là một trong những cái rất là đáng giá nha. Vì về thường nói những mẫu mà Winner X trước của mình á, về ai cũng phải thay những cái sơn mà có Ford như thế này, nó giúp cho sơn nó tốt hơn khi mà đi tour. Giờ vì mẫu mới này trang bị sẵn luôn rồi. Đấy, thì mẫu mới này theo mình thấy vừa rồi chia sẻ với các bạn là những đánh giá của mình thôi, những cái tiếng mới mà theo mình thấy phải nói là rất là đáng giá trên cái mẫu Winner X mới 2024 này, không có gì để chê, nó gần như là phiên bản hoàn hảo nhất luôn rồi. Về động cơ, đáng giá nhất là động cơ này ha, như mình vừa rồi chia sẻ, nó thật sự là một cái nâng cấp và nó rất đáng giá, rất hoàn hảo trên cái mẫu Winner X này. Còn về những cái nhược điểm thì như mình nói vẫn là cái lớp các bạn, cái lớp thì mình thấy là vẫn chưa tối ưu. Khi mà mình chạy nhanh đi hơn 80-90 mình phanh dồn số thắng gấp, nó vẫn còn tình trạng mà nó hơi bị sạc bánh đó. Còn đối với trang bị mà ABS bánh trước mình nghĩ là quá đủ, quá ok. Thì thường những cái trường hợp mà phanh khẩn cấp thường anh em thường bóp phanh trước không à, thì với cái trang bị ABS sẵn luôn ở bánh trước, nó tránh tình trạng các bạn bị khóa bánh trước nó xè. Thì với ABS trước mình nghĩ là quá đủ. Còn đối với anh em mà đi tour ha, nên anh em đi tour thì mình nghĩ là khi mà trường hợp khẩn cấp anh em thường phanh dồn số không à, nên ra cái
nghĩ là nên về anh em nên thay lớp đi, thay lớp video ly chẳng hạn, nó sẽ bám đường hơn, nó nhìn nó thể thao hơn nữa. Ngoài ra nữa thì anh em thấy ở đây là hai cái tay phanh tay con vẫn là trang bị dạng nhôm thế này ha, thì nó bị ga ten anh em, khi mình đi trong thành phố mình bóp hoài nó bị ga ten. Nghĩ về anh em tại sao Honda không sơn luôn ha, sơn luôn cái màu đen thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ tránh tình trạng bị ga ten dầm dơ tay. Hoặc là anh em về có thể lên tay phanh tay con đồ chơi nó sẽ ok hơn. Đấy. Thì đồng hồ nó vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Đáng giá với mình những cái nâng cấp về động cơ các bạn, cực kỳ đáng giá luôn. Rồi về ngoại hình thì theo mình thấy so với mẫu Winix của mình thì mẫu này quá đẹp rồi, thì nghĩ trong thời gian tới thì mình cũng đợi mẫu này lâu rồi nha các bạn, cũng đợi lâu lắm, đợi cái bộ mà Assist and Slipper Clutch anh em, bộ nồi chống trượt. Và thêm bất ngờ đó là Honda đã làm luôn cái xi lanh mới, thì mình nghĩ đây cũng là cái thời điểm để mình nâng cấp cái mẫu Winix đời đầu của mình lên cái mẫu xe này. Không biết là hãng có chế độ mà thu cũ đổi mới không, để chút nữa mình sẽ ghé hãng mình hỏi thử. Thì đây mình nghĩ nha, theo mình nghĩ đây cũng là một cái lựa chọn rất đáng giá dành cho anh em mà đang muốn nâng cấp lên một mẫu mẫu côn tay 150cc, một hoàn hảo cho anh em nha. Tiết kiệm nhiên liệu, động cơ mạnh, đầy đủ công nghệ ABS, đèn LED, thiết kế thể thao đó. Và hay nữa là cái cộng đồng nha các bạn. Hiện tại là theo mình biết Winner được Honda hỗ trợ những cái cộng đồng rất là tốt. Những nhiều phần quà hoặc là những cái sự kiện đồ á, khi mà bạn tham gia, bạn sở hữu Winix thì bạn vô cộng đồng rất là hay, nó rất là vui nữa đó. Ngoài ra hiện tại thì theo mình biết tại các head đang có chương trình ưu đãi nữa, đang cũng là một cái thời điểm để anh em mà sở hữu cái mẫu xe này nha anh em đó. Rồi chi tiết các bạn có thể lên website Honda bạn có cái chương trình ưu đãi đi nha. Thì hy vọng trong thời gian tới mình sẽ tìm thêm cái nhược điểm khuyết điểm của con này, và theo mình như vậy là quá hoàn hảo rồi, rất xứng đáng để anh em nâng cấp lên là sở hữu để đi lại hàng ngày cũng như mình đi tour đi phượt là quá chiến luôn. Rồi xin cảm ơn và chào các bạn.